Thầy xin chào các em. Nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào bài số 1 của chương thống kê, đó là số trung bình và mod của mẫu số liệu ghép nhóm. Nội dung bài học ngày hôm nay thì sẽ có 3 nội dung. Thứ nhất là về số liệu ghép nhóm, thứ hai là số trung bình và thứ ba là mod. Mình sẽ đi vào cái phần một nhỏ đầu tiên, đó là số liệu ghép nhóm. Mẫu số liệu ghép nhóm thường được trình bày dưới dạng bảng thống kê. Có dạng như trên, gồm có hai hàng, đó là nhóm và tần số. Thì trong đó bảng của mình thì sẽ gồm có k nhóm. Ở mẫu n bằng n1 cộng n2 cộng cho đến nk, giá trị đại diện của nhóm. Thì ví dụ như là cái cột đầu tiên, thì để tìm được giá trị đại diện của cái cột này thì chúng ta có thể lấy u1 cộng u2 và chúng ta chia 2, tương tự đối với các cột tiếp theo. Còn về độ dài của nhóm thì mình sẽ lấy uj cộng 1 mình trừ cho uj ha. Một số quy tắc ghép nhóm của mẫu số liệu thì cỡ mẫu càng lớn thì cần càng nhiều nhóm số liệu. Các nhóm có cùng độ dài bằng L thỏa mãn R nhỏ hơn K nhân L, trong đó R là khoảng biến thiên và K là số nhóm. Giá trị nhỏ nhất của mẫu nhóm U1, U2 và càng gần U1 càng tốt. Giá trị lớn nhất của mẫu thuộc nhóm UK, UK cộng 1 và càng gần UK cộng 1 thì càng tốt. Mình sẽ đi vào một cái ví dụ như là cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 thì được cho như ở bên dưới. Yêu cầu là hãy chia mẫu dữ liệu trên thành 5 nhóm, lập bảng tần số ghép nhóm và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm. Thì bài này mình có thể làm như sau các em. Đầu tiên thì mình sẽ tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu R, thì mình thấy là để tìm được khoảng biến thiên thì mình sẽ thấy là cái giá trị lớn nhất của mình đó là 63,6. Mình sẽ trừ cho cái giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu đó là 45,1. Mình ra được 18,5. Sau đó mình tìm độ dài của mỗi nhóm. Thì các bạn biết là L nó sẽ lớn hơn R chia K ha. K của mình trong trường hợp này bằng 5 thì mình sẽ ra được là khoảng 3,7 bằng 3,7. Như vậy thì do nó lớn hơn 3,7 thì mình sẽ chọn L bằng 4 nha các em. Và mình sẽ chia dữ liệu của mình ra làm 5 nhóm giống như yêu cầu của đề bài. Như vậy thì mình sẽ có bảng tần số ghép nhóm như sau. Đó. Đấy. Thì mình sẽ tìm giá trị đại diện. Mình sẽ lấy 45 cộng 49 chia 2 sẽ ra được 47 đối với cột đầu tiên nha các em. Độ dài của nhóm thì mình sẽ lấy 49 trừ cho 45 là bằng 4 ha. Đối với các cột tiếp theo thì mình cũng làm tương tự như vậy. Mình chú ý là các đầu mút của các nhóm có thể không là giá trị của mẫu số liệu. Ví dụ như mà mình gặp các bảng số liệu ghép nhóm là số nguyên. Ví dụ như là bảng thống kê số lỗi chính tả trong bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn ngữ văn của học sinh khối 11 như sau. Mình quan sát cái số lỗi số bài, số lỗi á, thì nó là số nguyên các em. Do đó để thuận tiện cho việc tính các số đặc trưng thì mình có thể hiệu chỉnh về cách thêm và bớt 0,5 đơn vị vào đầu mút bên phải và bên trái của mẫu nhóm số liệu. À, ví dụ mình sẽ có được cái bảng ở bên dưới, mình sẽ hiệu chỉnh lại. À, thì thay vì 1 với 2 thì sẽ là 0,5 với 2,5 đối với cột đầu tiên và đối với các cột phía sau thì cũng vậy ha. Rồi. Ví dụ như là mình sẽ đi vào cái phần thực hành số 1 đi, một cửa hàng đã thống kê số ba lô bán được mỗi ngày trong tháng 9 với kết quả như sau. Hãy chia mẫu số liệu trên thành 5 nhóm, lập bảng tần số ghép nhóm, hiệu chỉnh bảng tần số ghép nhóm và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm. Thì mình sẽ làm như sau nha các em. Đầu tiên thì mình làm tương tự như hồi nãy thôi, là mình xác định khoảng biến thiên. Thì R lớn của mình trong trường hợp này bằng 19. Tiếp tục là mình sẽ tìm độ dài của mỗi nhóm. Thì trường hợp này L nó sẽ lớn hơn 3,8, do đó mình sẽ chọn L bằng 4 ha. Và mình sẽ chia dữ liệu thành 5 nhóm như yêu cầu của đề bài. Đây, như thế này. À, như thế này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ có bảng tần số ghép nhóm lại ha. Sau đó mình sẽ tìm giá trị đại diện và số ngày cũng tương tự như lúc nãy, là để tìm được ở cái cột đầu tiên thì mình
sẽ lấy 10 cộng 14 thì giá trị đại diện, sau đó mình chia cho 2 thì nó bằng 12 nè. Số ngày thì mình lấy 10, số ngày 8 thì mình sẽ dựa vào cái số liệu ở ở bên kia nha. Được chưa? Chú ý thì mình có thể có nhiều cách chia nhóm khác nhau ha. Chúng ta qua phần hai nhỏ, đó là về số trung bình. Thì giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm như thế này. Ví dụ nhóm 1 có giá trị đại diện là C1 và tần số là N1, tương tự với nhóm 2, nhóm K. Thì khi đó để mình tìm được số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm á, mình sẽ ký hiệu nó là x ngang, và nó sẽ bằng là N1 nhân C1 cộng chấm 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 cho tới NKCK, và mình chia cho N ha. N của mình nó chính là tổng của các tần số. Đó. Rồi mình sẽ xét một cái ví dụ 3. Thì kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng A và B được cho bảng sau. Người ta yêu cầu mình là ước lượng cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng A và lô hàng B. Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng nào nặng hơn? Thì bắt đầu mình sẽ làm nha các em. Rồi, mình sẽ có bảng thống kê số lượng cam theo giá trị đại diện ha. Thì các em có thể quan sát lại. Mình sẽ tìm cái cân nặng đại diện trước nha các bạn. Cân nặng đại diện. Sau đó mình sẽ tìm số quả cam ở lô hàng A và số quả cam ở lô hàng B, mình sẽ ghi lại. Rồi, để tìm được cái cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng A thì mình sẽ áp dụng công thức. Được chưa? Mình sẽ chia cho là 25, 25 đó là tổng số quả cam nha các em. Thì mình sẽ ra được là cân nặng trung bình của mỗi quả cam là 161,7 gram. Tương tự đối với cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng B thì nó xấp xỉ là 165,1 gram. Như vậy thì mình so sánh thì mình thấy là cam ở lô B nó sẽ nặng hơn cam ở lô A ha. Như vậy thì ý nghĩa của số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm á, thì là giá trị xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc. Nó thường dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu các em nhé. Mình sẽ qua tiếp phần 3 nhỏ, đó là mod. Nhóm chứa mod của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất. Các bạn lưu ý ha. Đó. Và mình sẽ ký hiệu nó là M0, và mình sẽ xác định được bởi công thức như chúng ta quan sát M0 ha. Đó là bằng UM cộng trên tử của mình là NM trừ cho NM trừ 1. Ở dưới mẫu của mình là NM trừ cho NM trừ 1 cộng cho NM trừ cho NM cộng 1. Sau đó mình nhân cho UM cộng 1 trừ cho UM. Nếu mà không có nhóm kề trước của nhóm chứa mod thì n trừ 1 bằng 0. Còn không có nhóm kề sau của nhóm chứa mod thì n m cộng 1 bằng 0 nhé. Cụ thể hơn thì mình sẽ xét một cái ví dụ như thế này. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào, thì mình sẽ có được cái bảng khảo sát như thế này. Người ta yêu cầu là tìm mod của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Đó. Và công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người mua có nhu cầu mua nhất ở đây. Thì mình sẽ làm như sau nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ xác định cái nhóm chứa mod của mình. Thì các bạn thấy là số khách hàng của mình thì ở vị trí là 18 với 22 thì có 120 khách hàng là lớn nhất ha. Như vậy thì nó sẽ là nhóm chứa mod, đó là 18 với 22 ha. Sau đó mình sẽ tìm UM trừ 1, N của N cộng 1, UM cộng 1 trừ cho UM. Sau đó mình sẽ áp dụng cái công thức lúc nãy ha, thì mình sẽ tìm được mẫu số liệu ghép nhóm là M0 của mình đó, thì xấp xỉ là khoảng 19,4. Cũng khá là đơn giản nha các em. Như vậy thì dựa vào kết quả trên thì ta có thể dự đoán rằng nếu công ty xây nhà ở mức giá là 19,4 triệu đồng trên một mét vuông
thì sẽ có nhiều người có nhu cầu mua nhất ha. Rồi, ví dụ số 5, số cuộc gọi điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên, được thống kê trong cái bảng như thế này. Người ta kêu là tìm mẫu số liệu, tìm mod của mẫu số liệu ghép nhóm. Rồi sau đó mình sẽ so sánh, mình sẽ đón xem khả năng người đó thực hiện bao nhiêu cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất. Tương tự như lúc nãy thì mình thấy một điều là do cái số cuộc gọi là số nguyên á, thì mình phải hiệu chỉnh lại. Thì số cuộc gọi của mình sẽ hiệu chỉnh lại nha các bạn. Đó. Mình sẽ được cái bảng như thế này sau khi mình đã hiệu chỉnh rồi ha. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ quan sát thì mình thấy là cái nhóm của mình là 5,5 với 8,5 là có cái số ngày là 13 là cao nhất, do đó là đây là cái nhóm chứa mod ha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ tìm UM trừ 1, NM cộng 1, rồi UM cộng 1 trừ chỗ UM. Xong rồi mình thay vào thôi thì mình sẽ tìm được mod M0 của mình là xấp xỉ khoảng 7,2 nha. Thì dựa vào kết quả trên thì mình có thể là dự đoán rằng khả năng người đó thực hiện 7 cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất ha, tại vì M0 của mình là xấp xỉ 7,2 nè. Rồi ý nghĩa của mod thì mod của mẫu số liệu không ghép nhóm là giá trị có khả năng xuất hiện cao nhất khi lấy mẫu. Mod của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm M0 á, xấp xỉ với mod của mẫu số liệu không ghép nhóm. Các giá trị nằm xung quanh M0 thường có khả năng xuất hiện cao hơn các giá trị khác. Một mẫu số liệu ghép nhóm có thể có nhiều nhóm chứa mod và nhiều mod ha. Rồi cụ thể hơn mình sẽ đi vào cái phần luyện tập nha các bạn. Rồi. Đây là bài tập số 1. Rồi. Mình sẽ có một cái bảng 30 lần ném lao ha. Được cho cái bảng như thế này, người ta kêu là tính cự ly trung bình mỗi lần ném. Rồi, người ta yêu cầu là tổng hợp lại kết quả ném của anh Vân vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau. Sau đó là ước lượng cự ly trung bình mỗi lần ném từ bảng tần số ghép nhóm trên, và cuối cùng là khả năng anh Vân ném được khoảng bao nhiêu mét là cao nhất. Thì cự ly trung bình mỗi lần ném là 71,56 mét, khá là đơn giản. Rồi bảng tần số ghép nhóm thì mình sẽ lặp lại thôi. Lặp lại thì sau đó mình sẽ đếm số lần đối với trường hợp là mỗi cái khoảng ha. Rồi, sau đó thì mình tìm số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm thì nó là xấp xỉ 71,52 ha. Sau đó mình sẽ trả lời nha các bạn. Nhóm chứa mod của mẫu số liệu là nhóm đối với trường hợp khu D thì mình sẽ tìm nhóm chứa mod trước ha, là 71,6 và 72,4. Sau đó mình sẽ tìm được mod M0 là xấp xỉ 71,93. Vậy khả năng anh Văn ném được khoảng 71,93 mét là cao nhất. Rồi về nhà thì các bạn sẽ nhớ là học bài các kiến thức, học lại các kiến thức và hoàn thành các bài tập ha. Và chúng ta sẽ chuẩn bị trước bài tập số 2. Bài số 2 đó là trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm. Rồi, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau nhé.